Bây giờ Nga sẽ dẫn tất cả các anh chị đi xuống ăn uống ở dưới tầng hầm này nhé. Đây là ở khu Asiana. Nó nằm ở... Và chúng ta bắt đầu. Đây là quang cảnh phía trước của khu ăn uống. Khu ăn uống này nó được bao bọc chung quanh bởi đường Phạm Ngũ Lão, đường Phạm Hồng Thái và đường Lê Lai. Lúc trước đó là tầng hầm để xe, nhưng mà do để xe người ta thấy không có vẻ không có ok lắm. Người ta chỉ lấy một phần để xe và một phần còn lại người ta mở trung tâm ăn uống. Đây có nhiều hàng quán. Và khi đến mỗi cái gian hàng quán thì người ta sẽ phát cho một cái tờ menu và mình sẽ lựa chọn món. Và bây giờ mình lựa những cái món ăn mình thích nha. Wow, đây là những cái món bằng bột cuốn chiên. Wow, hấp dẫn quá. Nó làm tôi đói bụng quá. Nhưng mà trưa nay mình đã ăn no rồi, nhưng mà giờ mình phải coi và mình tìm một món mình thích thôi. Ồ, đây món Thái. Nó người ta bán theo khẩu phần ăn của từng người hoặc là hai người. Wow, giá cả thì cũng ok. Kế tiếp nào là món cọ tôm, món bò, món cơm, có cả nước trái cây nữa. Rất là đa dạng về thức uống cũng như là đồ ăn. Ủa, có bán cả món sushi nữa. Wow. Và cái trước mặt mình đây là cái khu vực để mà dành ăn uống, sau khi mua hàng xong, mua đồ ăn xong mình sẽ ra ngồi ăn uống cái chỗ này. Từ đằng xa mình nhìn thấy rồi, con đã nghêu sò ốc hến. Con ốc nào của nó bự. Hấp dẫn quá. Giống như mình dịch tiền vậy. Wow, đây là món bánh rét của Thái nhân dừa, nào có màu vàng màu xanh. Bánh này bên Thái bán và mình ăn thì mình nhớ đâu nó bán tầm khoảng 100 bạc, mà được khoảng gần 10 cái. 100 bạc thì cỡ tầm khoảng là, ủa, một bạc là 700 đồng, 10 bạc là 7 ngàn, 100 bạc là 70 ngàn, đúng rồi, 10 cái.
mình đi tiếp dọc theo. Wow, có cả nước trái cây nữa. Mà dành to go. Thì to go mình mua đây xong mình ra ngoài bàn, ở ngoài kia mình ngồi mình uống hoặc mình ăn. Đây là bàn quầy bán các loại lẩu, lẩu cua, lẩu tôm. Đó, có cả tôm hấp nước dừa nữa. Con tôm còn sống bơi xoáy xoáy luôn. Mà khi mình order thì người ta sẽ lấy cái tôm này ra và người ta bán cho mình. Mình nghĩ là chắc nó tươi ấy. Nó tươi và nó ngon. Nhưng mà không biết là giá nó cũng qua một phần cũng nhiều chứ. Wow, không chịu nổi khi đi ngang chỗ khu vực này, mùi thơm quá, chịu hết nổi rồi. Nhưng mà mình không được ăn. À, chỗ này mình nhớ rồi, chỗ này bán chè, tất cả các loại chè của miền Nam là chính. Và họ trang trí giống như là ở dưới quê, dùng những cái tô đá, những cái thố đá. Thôi bây giờ mình đi lên và mình quay một quang cảnh lại một lần chót. Mình không muốn ăn vì khi mà ăn như thế thì sẽ không đúng giờ giấc, sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng mà khi mình đi lên cái khu vực này, mình đang đi lên và mình dòm tổng quan về khu vực này, nhưng mà mình chợt thấy là có một cái món có vẻ như món này được không có nhiều calorie mà cũng giải khát. Thế là tôi lại tôi order một món. Và các anh chị thấy, wow, tất cả cái này là cái topping dùng để bỏ ăn đi kiếm kèm với cái món đấy. Wow, gồm có nào là đu đủ nè, nào có đậu, nào có cái đào, thịt dừa, rau câu, xương xa, hột lựu, cả xương sáo nữa, mứt nữa. Đây là món tofu. Và có nhiều loại tofu truyền thống, tofu thập cẩm, tofu trái cây. Và thế là mình đã chọn được một món. Đây là cái bàn của tôi đây. Tôi sẽ dùng món này. Các bạn biết đấy, cái món này mình sắp sửa đi ra rồi nhưng mà không kiềm chế được vì màu sắc của nó. Các bạn biết món này là món gì không? Đây là món tofu. With a lot of sunscreen. Yeah. Nào là gừng, nào là công nhận nha, người Việt mình rất là hay chế biến ra rất đủ. Kế bên còn có gì ice nữa. Bây giờ mình sẽ dùng. Hồi nãy Nga đã Nga ra khỏi cái quầy này rồi, nhưng mà khi mà bước ra thì tự nhiên mình cảm giác là có một cái sức hút bởi vì màu sắc của các món ăn đây rất là ok và rất là quen thuộc. Bởi vì đây là món tofu mà hồi bé Nga rất thích ăn. Và khi mà Nga đứng từ xa, Nga phóng cái tầm camera đến thì Nga thấy là nó gồm có màu sắc sặc sỡ. Bây giờ thì Nga sẽ hưởng thức. Các anh chị coi đây, đó, sẽ xơi cái món này. Nhưng mà Nga nói thiệt nha, Nga sẽ xơi món này với ice.
và bắt đầu nhập. Món tơ phu truyền thống mà hồi đó còn bé đâu, khoảng những năm 80 thì Nga nhớ là cái món này rất là phổ biến. Như thời đó thì mình chỉ ăn với tơ phu nước dừa thôi, chứ không có đá và đủ thứ như bây giờ. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái món này. Này các chị, mời thầy nha. Các chị biết hả, đây là món tơ phu cái cày cập cẩm, cần có đủ thứ hết. Nào là xương xa hộp đậu, nào là xương xa hộp đậu nè, rồi nào là cái này là gì đây, cái đen đen nè, cái này là xương sáo. Lâu lâu mình hơi bị khùng, không nhớ gì hết. Gần hộp đậu thứ bình thường của mình đây, nó có thật giờ dài nó mới ghê nhớ. Các anh chị thôi, cái vàng vàng này, cái này là bột dài. Mới đầu người tưởng đâu là xương xa hộp đậu, nhưng mà nó bột dài, nó giống như là bột đăng mình khuấy trộn lên vậy. Được á, món này anh sẽ làm. Nó nghe thật sự là cái món tò hủ thì đặc trưng của món tò hủ sẽ là gần có tò hủ và nước đường. Và trong nước đường đặc biệt là có gừng. Thì ở đây họ làm cái món tò hủ này thì cái miếng gừng họ nấu ra thì rất là ngon, không cay, ăn vô ấm bụng, giòn giòn. Và đặc biệt là những cái thành phần đi kèm gồm có nào là bột dai, nào là cái gì xương sáo, rồi có cái xương sáo lụ. Được á, món này Nga sẽ về nhà Nga làm. Mới nghe là năm sau thì Nga sẽ có thể là Nga sẽ làm cho các anh chị và các bạn ăn món này. Này, món này là món mà Nga thấy rất là ok. Nhưng mà đặc biệt trong đây thì có thêm một cái thành phần nữa, đó là có thêm thạch. Ok, mình bỏ thêm rau câu dẻo vô nữa. Món này rất là khoái khẩu, ăn được, mát, dễ ăn. Và kế tiếp là mình đi về, mình đi tìm lối đi về, nhưng mà trên đường về thì mình coi xung quanh để coi cái khúc này nó như thế nào. À, họ bán đồ giống như là ở một cái shopping mall, gồm có quán ăn, quần áo, quà lưu niệm, giày dép. Nhưng ở khuôn viên này chỉ nhỏ thôi, chủ yếu là để phục vụ cho du khách là chính. Và tên nó là Thai Card Plaza. Thì đồ quần áo ở đây nó xem tương đương với Sài Gòn Square vậy. Nhưng Sài Gòn Square thì không có bán đồ ăn, còn ở đây thì có cộng thêm bán đồ ăn thôi. Thôi, và giờ thì Nga quyết định đi chợ ra và đi về thôi. Sau khi mình đã ăn uống xong. Đồ chơi, quà lưu niệm, đồ dùng, giày dép. Rồi, thôi mình đi ra và mình chọn cổng ra. Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị đã xem. Và các anh chị có thể tìm hiểu thêm về khu vực này qua những cái tấm hình sắp qua những cái đoạn phim kế tiếp. Các anh chị có thể click like hoặc là đăng ký thì các anh chị sẽ xem tiếp những cái đoạn phim kế tiếp về khu vực này cũng như là ở trong Sài Gòn.